Và để tiếp tục với hệ thống nhà đẹp, thì trong buổi tối đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni xin trân trọng gửi đến khách hàng mình một căn villa mini phố thiết kế phải nói là vô cùng đẳng cấp luôn. Chúng ta có hồ bơi kèm thang máy bên trong nhà luôn nè. Em đang có mặt tại tầng penthouse bên trên sân thượng nha. Đó, quá đẳng cấp luôn cả nhà ơi. Thôi cùng Hằng Ni bắt đầu chúng ta tham quan ngôi nhà nè. Nhà đất Hằng Ni chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Và để tiếp tục với hệ thống nhà đẹp cho cả hợp lý và cũng như chúng ta được thương lượng trực tiếp chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng và Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà, thì trong buổi tối đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Thống Nhất thuộc trung tâm phường 11 quận Gò Vấp nha cả nhà, để gửi khách hàng mình một căn nhà phố với lợi thế diện tích chiều ngang lên tới 7m. Và đặc biệt đó là nhà mình có thiết kế thang máy để di chuyển, cũng như là hồ bơi bên trên tầng sân thượng, có phòng penthouse vô cùng tuyệt vời luôn nha. Nhà thì sát bên trường Nguyễn Du, tại đây thì chúng ta kết nối với CityLink Nguyễn Nhân Lượng hoặc là Lotte Mart quận Gò Vấp, cách chỉ khoảng chừng 5 phút di chuyển thôi. Và mình đi về trung tâm ngã 5 Gò Vấp chỉ khoảng 7 đến 10 phút thôi nha cả nhà. Đó, một căn nhà phố theo mẫu thiết kế hiện đại. Mỗi tầng gia chủ đều có chỗ ban công ra bên ngoài, tông chủ đạo là màu trắng nè. Buổi tối lên đèn nhìn vô cùng lung linh luôn, nhìn những cái ánh đèn điện ở nhà mình bo tròn nhìn vô cùng nét luôn cả nhà ơi. Đó, và ngôi nhà với kết cấu chuẩn là một trệt 4 lầu có ban công sân thượng bên trên, thuộc hướng chính là hướng nam, rất là phù hợp khách hàng mình cứ mời là đông tứ trạch, cũng như các hướng là hướng chính đông, chính bắc vượng đông nam nha. Với công năng sử dụng rờm, phòng khách, phòng bếp, khu vực ra ô tô. Bên trên gồm 4 phòng ngủ và nhà mình để có 2 phòng ngủ master lớn, kèm phòng thờ, ban công, sân thượng đầy đủ luôn. Đặc biệt đó là nhà mình có thiết kế thang máy kèm hồ bơi để an cư sinh sống nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình luôn nha. Đó, tọa lạc tại khu dân cư ở hiện hữu hết rồi. Đường trước nhà rộng 6m, đường trải nhựa. Hai chiếc xe ô tô, xe tải và xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau thoải mái luôn á. Ngay khu dân cư xây dựng đồng bộ gồm 50 căn, khu phân lô mới, toàn là nhà phố và biệt thự cao cấp không thôi nha cả nhà. Và ngôi nhà thì gia chủ đang rao bán với mức giá là 9 tỷ 750 triệu đồng, giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Và Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Nhìn từ phía bên ngoài, gia chủ mình trang bị gồm hai lớp cửa nè. Chúng ta có một lớp cửa nhôm Sinfa kính cường lực 10 ly, kèm một lớp cửa cuốn bên trong nữa. Và khoảng không gian khu vực phía trước á, thì gia chủ mình có trồng đầy đủ cây xanh luôn á. Một khu nhà rất là đẹp luôn. Khu này mà khi mà xây xong với cả nhà, nhìn rất là tươm tất luôn á. Vào đây thì Hằng Ni có giá bán chỉ từ 7 tỷ hơn một tí thôi, đã sổ một căn nhà phố rồi. Khách hàng mình cùng em chúng ta tham quan thực tế để sổ một căn nhà với giá bán tốt nhất và phù hợp đến gia đình của mình nha. Đó, không gian mặt tiền chính phía trước nè, gia chủ có trồng đầy đủ cây xanh luôn. Đây, có ô cửa kính chỗ ra bên ngoài, buổi tối lên đèn thì vô cùng lung linh luôn á. Đó, thông thoáng chưa. Góc này mà anh chị nào mình có chụp studio á, mình ra phía trước này nè, hoặc là mình buôn bán hàng online á, mình sử dụng cái phông này là mình chụp hình rất là đẹp luôn á. Và không gian khu vực ra ô tô của gia đình mình có thể đổ được xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ hoặc là xe bán tải nha cả nhà. Mẫu thiết kế hiện đại, tông của ngôi nhà chủ đạo là màu trắng nè. Bên dưới sàn của mình thì gạch nhám tông là màu xám. Bên trên trần của mình thì đèn điện chiếu sáng nè. Đó, không gian khu vực ra ô tô liên thông với phòng khách tại tầng trệt, chúng ta có đầy đủ hết rồi. Sofa, bàn trà, kệ tủ tivi nha. Đây, phòng khách của gia đình mình đã được gia chủ mình lắp sẵn hệ thống máy lạnh tại đây luôn. Bên trên trần là trần chìm giật cấp, đèn led âm trần, đèn trần chiếu sáng. Ngay khu vực mảng tường này, gia chủ mình sử dụng những cái gạch trang trí làm điểm nhấn ở cả nhà, ốp vào tông làm màu xám nhìn vô cùng nét luôn á. Đó, còn phía bên đây ha, mảng tường là sử dụng ốp gạch màu trắng luôn. Và không gian khu vực thang bộ kết hợp với thang máy. Và toilet thì nằm phía cuối ngôi nhà, dành cho khách khi đến chơi nhà nè, có đầy đủ hết luôn. Đi vô trong thì rộng hơn nha. Đó, bồn vệ sinh, lavabo, rương soi, gạch ốp phun trần, vòi tắm hoa sen.
và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn lại một lần nữa từ không gian phía cuối ngôi nhà. Một căn nhà với diện tích là ngang 7 dài 7 mét nha cả nhà. Đây, bên trên trần chìm giật cấp của mình, gia chủ mình sử dụng là tấm nhựa PVC á, làm điểm nhấn. Đó, nhìn nét chưa, tông là màu xám. Duy nhất là anh chủ nhà trong khu này có 2 căn là thiết kế cái gu thẩm mỹ như vậy thôi á cả nhà. Nhìn bên ngoài nhà đẹp lắm. Vậy Hằng Ni bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan nha. Cầu thang gia chủ mình ốp đá nè. Phía góc bo của mình, gia chủ mình ốp thêm những cái khung inox nữa. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1, được gia chủ thiết kế làm mà phòng bếp tại đây. Chúng ta có đầy đủ các trang thiết bị rồi. Hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bộ bàn ăn 4 ghế. Gia chủ thì có thiết kế cho mình ô cửa sổ chỗ ra bên ngoài luôn. Khi nấu ăn thì mình mở cửa ra nha cả nhà. Hệ tủ bếp nè, có máy hút mùi, tủ lạnh lớn 2 cánh, bồn rửa, khu vực để chén cũng như là tủ để rượu đầy đủ luôn á. Đó, nhìn nét chưa? Đây, Hằng Ni mở thử một cánh để chúng ta cùng xem thử nha. Bên trong gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ cho tủ bếp nha cả nhà. Ô cửa sổ chỗ ra bên ngoài cũng như là máy lạnh riêng biệt cho không gian này luôn. Và khu vực phòng ngủ đầu tiên tại lầu 1 dành cho ông bà lớn tuổi của gia đình mình nè. Chúng ta có giường ngủ, kệ tủ tivi, tủ quần áo đầy đủ hết rồi. Ban công chỗ ra phía trước, khu vực trồng cây, trồng hoa, máy lạnh riêng cho mỗi phòng và di chuyển vào bên trong nữa thì chúng ta có không gian khu vực toilet sử dụng riêng biệt luôn nha. Đây toilet của mình nè, bồn vệ sinh, lavabo, rương soi, vách kính ngăn riêng, gạch ốp phun trần, gạch trang trí làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Đó, nhìn nét chưa? Khoảng này gia chủ kết hợp là ô cửa giếng trời thông thẳng lên khu vực sân thượng phía bên trên luôn, cho nên nhà ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á. Đó, bên dưới có trồng đầy đủ cây xanh luôn nè. Tông của không gian khu vực này cũng như là ngôi nhà của mình là tông chủ đạo là màu xám nha cả nhà. Một căn nhà đầy đủ công năng cho thằng mình an cư sinh sống và lập nghiệp, có thiết kế thang máy đi di chuyển cũng như là hồ bơi bên trên tầng sân thượng. Mà giá bán thì gia chủ mình hạ giá đã từ 10 tỷ 800 triệu đồng, nay chỉ còn 9 tỷ 750 triệu đồng thôi. Giá này gia chủ mình còn hỗ trợ thương lượng nữa. Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình thương lượng với giá bán tốt nhất nha, làm việc trực tiếp với chủ nhà của mình luôn. Và em bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực lầu 2 để chúng ta cùng tham quan ngôi nhà nha. Em sẽ đi bằng thang máy để chúng ta cùng ngắm nhìn bên trong thang máy nè. Đó, thang bóng kính nha cả nhà. Đây, chúng ta có tầng trệt nè, lầu 1, 2, 3, 4. Bây giờ em sẽ đi lên lầu 2 nha. Em đang ở lầu 1 á. Bây giờ Hằng Ni sẽ lên lầu 2 là số 2 nè. Thang này thì mình nặng 450kg. Mỗi lần di chuyển như vậy được 6 người nha cả nhà. Thang bóng kính có bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian khi mà sinh sống luôn. Một căn nhà cho kiến trúc sư may đo thiết kế, chăm chút tỉ mỉ từng ngóc ngách của ngôi nhà luôn á. Và em đang có mặt tại không gian khu vực phòng ngủ thứ hai tại lầu 2, phòng ngủ master của gia đình mình. Chúng ta có giường ngủ nè, hệ tủ tắp đầu giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, kệ tủ tivi đầy đủ hết rồi. Ban công chỗ ra phía trước, trồng cây trồng hoa đầy đủ luôn, rèm màn cửa đầy đủ luôn nha cả nhà. Đó, và không gian khu vực phòng thay đồ rất là riêng tư và riêng biệt luôn. Ban công chỗ ra bên ngoài nè, ngay khu nhà dân cư ở hiện hữu hết rồi, tổng là 50 căn phân lô. Bên ngoài thì đẹp hơn trên video Hằng Ni quay nhiều. Khu này thì có đa dạng diện tích, đa dạng kết cấu, đa dạng thiết kế. Giá chỉ từ hơn 7 tỷ một tí đã có một căn nhà trong khu này rồi. Đa dạng khách hàng mình lựa chọn luôn nha. Và không gian khu vực phòng thay đồ nè cả nhà, tủ quần áo và toilet sử dụng riêng biệt luôn. Đó, tủ rất là to luôn á. Tủ để giày dép nè, tủ để túi sách, mỹ phẩm gì đó, tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình. Đây, không gian khu vực toilet của mình có bồn tắm nằm luôn nè, lavabo, rương soi, vòi tắm hoa sen đứng. Khu vực tiểu cảnh này có trồng cây đầy đủ luôn nha. Cũng như là tại đây thì mình có ô cửa giếng trời,
Mở cửa ra không khí rất là đói lu luôn á, lavabo đôi nè cả nhà ơi. Em rất là thích những cái không gian toilet mà sử dụng lavabo đôi như vậy. Nhiều khi á, gia đình của mình anh chị buổi sáng á thì có không gian rất là thoải mái luôn ha. Đó, và cùng Hằng đi chúng ta tiếp tục di chuyển đến không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan nha. Không gian khu vực lầu thứ 3, phòng ngủ master của gia đình mình. Em sẽ đi bằng thang bộ để chúng ta cùng ngắm nhìn thang bộ lại một lần nữa nha cả nhà. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy alo cho Hằng Ni nha. Với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà mà cho bán tốt nhất nè. Đây không gian khu vực này nè. Đó. Khung inox nha cả nhà. Bên dưới thì có đèn led chiếu sáng luôn á. Bảo vệ cho khu vực đá cũng như là khu vực gạch của mình nè. Không gian khu vực phòng ngủ master của lầu 3 giống y chang từ bên dưới luôn. Vừa bước vào thì mình có thấy không gian khu vực kệ tủ tivi. Mảng tường thì gia chủ mình ốp gạch phun trần luôn á. Đó, giường ngủ hệ tủ táp vào giường. Ở đây thì mình ốp những cái làm nhiều da gỗ nha cả nhà. Đây, ở đây thì Hằng Ni quay cận hơn để chúng ta cùng nhìn xình ngõ hơn, là tấm PVC làm điểm nhấn cho ngôi nhà đó. Lúc nãy là tại tầng trệt Hằng Ni có lia máy cho quý thầy mình cũng theo dõi đi đó, nhìn vô cùng nét luôn. Một tấm nhựa PVC làm điểm nhấn, tông chủ đạo là màu bạc nha cả nhà. Chúng ta có bàn trang điểm đầy đủ hết luôn, và ban công chỗ ra phía trước cũng như là không gian khu vực phòng thay đồ của mình. Gia chủ thiết kế cửa ra vào là cửa bo tròn á, nhìn vô cùng mềm mại luôn ha. Đó, giống như chen tầng bên dưới luôn. Và bên trong thì chúng ta cũng có không gian khu vực toilet sử dụng riêng tư riêng biệt luôn nha. Phòng ngủ nào cũng có toilet sử dụng riêng hết á. Đó, cũng có bồn tắm nằm nè, lavabo đun sôi, bồn vệ sinh. Ô cửa sổ giếng trời từ không gian lầu 1 chỗ lên lầu 4 phía bên trên luôn. Và lavabo đôi nè, sử dụng cho gia đình của mình. Thôi, và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà nha. Ở quý khách hàng mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì hãy alo cho Hằng Ni nha. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tìm đúng nhu cầu mình đang cần. Và em tiếp tục di chuyển không gian khu vực lầu thứ tư để chúng ta cùng tham quan nè. Một không gian á như một căn resort mini, chúng ta nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình luôn. Đó, chiều trưa trước khi tham quan, Hằng Ni lia máy không gian khu vực toilet riêng tư ở trên khu vực này nha. Tầng 4 chúng ta có toilet sử dụng riêng luôn á, đầy đủ các trang thiết bị rồi. Và mình có phòng ngủ thứ tư cũng được luôn, hoặc là mình sử dụng làm phòng này làm phòng thờ ông bà tổ tiên, hoặc là phòng dành để nghỉ dưỡng cũng được luôn nha. Phòng tắm nắng nè cả nhà. Tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình, gia chủ thiết kế hoàn thiện rồi. Nếu mà làm phòng ngủ thì mình để thêm giường ngủ vào nữa. Đó, ngay khu vực bức tường này nè, gia chủ mình ốp đá, tông chủ đạo là màu trắng, sơn nước xương tường màu trắng vào. Và phòng này thì mình view trực diện ra khu vực hồ bơi luôn, hồ bơi bên trên tầng sân thượng. Quá chill luôn á. Đó, một căn nhà an cư nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình luôn, không cần đi đâu quá xa đâu. Có hồ bơi, thang máy, nhà mình mà có ông bà lớn tuổi á thì thang máy rất là thuận tiện để di chuyển luôn nha. Đó, khu vực này, nhà này mà chúng ta chụp hình á, góc nào cũng đẹp hết cả nhà ơi. Ở quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy nhớ alo cho Hằng Ni nha. Em sẽ chờ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà cho bán tốt nhất. Một căn nhà phố gia chủ đang hạ giá, chỉ còn mức giá là 9 tỷ 750 triệu đồng thôi. Giá còn thương lượng trực tiếp chủ nhà của mình nữa. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Thật sự là Hằng Ni rất là trân trọng tình cảm của khách hàng mình luôn ưu ái và đón xem ủng hộ video cho em. Em xin kính chúc gia đình mình luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc nha cả nhà. Và trong lúc xem á, em có sai sót chỗ nào, mong gia đình mình góp ý để Hằng Ni hoàn thiện hơn nha. Đó, không gian khu vực giặt sấy, khu vực sân vơi của mình nè, riêng tư luôn á, riêng biệt luôn nè cả nhà, gạch ốp phun trần luôn nha. Và cả nhà mình khi xem video, hãy nhớ cho Hằng Ni một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Thôi, em xin chào tạm biệt cả nhà mình nhé. Bye bye.